Biển một bên và em một bên ở trong khu này. Bụng cây ở ngoài là biển. Phía trước là biển. Ngồi đây đọc sách các bạn. Làm một lon. Không bán bia. Mình mua mấy lon bia nhưng hôm nay nó không bán. Nó chỉ bán nước ngọt. Đó là cũng là một cái cơ hội. Bây giờ hoàng hôn đang xuống. Bình minh đang lên mà vẫn còn ánh trăng. Biển buổi sáng sớm bình minh lên đang lên cho thấy ánh mặt trời ló ra. Giờ là hơn 5 giờ. Ở đây có ở ngoài xa như nó có một cái khu lao rất là lạ, khi mà nước rút xuống là nó hiện lên, nó chắn sóng lại. Ở ngoài kia tầm khoảng 1 km ngoài kia có một cái khu lao chạy dọc theo cái sóng, chạy dọc vào biển luôn. Đây là mình lên mặt tảng đá có cái biển là móc lộ giới. Ở chỗ này là cái bãi đá.
quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Chúng tôi chuyên cung cấp thực phẩm cho camping, dã ngoại, du lịch. Hotline 0784 555 569 hoặc 0979 500 066. Email coacongglobergarden.vn, website globergarden.vn hoặc www.camping-food.com. Người dân đang kéo thúng về. Ở đây nó có cái cồn mà, là khi mà lúc xuống thì sóng nó không vào được, tàu què cũng không vào được. Đó, đằng kia có cái cầu đỏ đằng kia, nó chạy dài lên trên này, nó khoảng 1 km ở ngoài đường. Nên là tối xuống mà lớp nó rốt đó thì sóng nó ở bên ngoài, mãi ngoài đó, chứ không vào trong được. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam.